Con trai Khánh Thi rửa hận cho bố. Con trai Khánh Thi được dự đoán một tương lai giỏi hơn cả ba Hiển. Kubi, tên thật Nguyễn Minh Cường, con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển nay có vẻ ngoài cao lớn ở tuổi lên chín. Được thừa hưởng niềm đam mê dance sport từ bố mẹ, Kubi liên tục đi thi các giải trong nước và quốc tế, giành được thành tích cao. Mới đây, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh của con trai bên bạn diễn và cho biết Kubi đã rửa hận cho bố. Bà xã Phan Hiển bày tỏ, pha bẻ lái rửa hận cho ba Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Vì trước ba toàn chui nách cặp quốc tế không à, ông Kubi thiếu nhi một mà tưởng thiếu nhi hai. Có thể thấy, Kubi lớn vượt trội so với các bạn cùng trang lứa và không thua kém chiều cao so với các vận động viên nhí nước ngoài. Trong khi Phan Hiển có vẻ ngoài thấp bé, chiều cao khiêm tốn làm anh lọt thỏm mỗi khi ra nước ngoài thi đấu với các vận động viên quốc tế. Phan Hiển cũng vừa thể hiện sự tự hào đối với con trai khi so sánh bức ảnh mình và Kubi cùng tạo dáng nhảy múa bên Khánh Thi. Anh dí dỏm, bản copy này ok la quá. Phan Hiển thường đùa rằng Kubi là bản sao nâng cấp của mình vì cậu nhóc đẹp trai hơn và cao lớn. Trên trang của các con, Khánh Thi đăng tải hình ảnh bên con trai 5 năm trước và hiện tại, 5 năm một hành trình. Kubi giờ đã cao gần bằng mẹ, khuôn mặt sáng ngời của cậu bé làm người hâm mộ dự đoán một tương lai giỏi hơn cả ba Hiển. Hồi tháng 4, Kubi lần thứ hai con trai giành chức vô địch thế giới hạng tuổi dành lứa tuổi thiếu nhi 1, 6, 9 tuổi. Khánh Thi từng chia sẻ, ban đầu cô không chỉ dạy cho con trai bất kỳ động tác nào nhưng năm 2, 3 tuổi, cậu bé đã thể hiện niềm đam mê với dance sport. Quý tử của Phan Hiển rất nghiêm túc trên sàn tập dù đời thường hiếu động, ham chơi. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển không gò ép để con cảm thấy áp lực với việc học hành, luyện tập. Song Kubi luôn thể hiện sự quyết tâm trước những giải đấu.